mà bằng con này thôi, con này đeo quay chủ yếu con này thôi, con đúng này rồi. Nó nhỏ ấy để không, mình cân nó bao nhiêu kg. Con này là con đủ chuẩn nè, con kia chưa đủ chuẩn. Lấy cân thấy đi coi nó bao nhiêu ký rồi. Hơn á. Đây, em này sắp lên, em này sắp lên đường rồi. Đây là một cái con cá ha. Đã được vỗ béo nè, gọi là cá chép giòn. Cái màu nó là một cái màu xanh, xanh ngã vàng chút. Cái bụng nó rất là to. Và nó chủ yếu là nó khoảng tầm 1 ký trở lên thì cho tới 2 ký thì thời gian này nó sẽ ăn đậu tầm. Đậu tầm hồi nãy trường đã cho mọi người xem. Nha, nó rất là bụng nó rất là to, con này không phải có chữa nha, tại vì nó ú thôi. Rồi, đó. Bây giờ cô sẽ làm con cá này. Ủa xe nhí đem trong đó luôn hả? Đem đi, ổng lên thang, bảy giọng. Ở trong cái đợt nãy có mấy cái chuối gì nằm nấu sẵn trong. Xe này mát nè, cho chống đường không? Có lấy gà ăn cho nó. Để chỗ nào luôn rồi, gầm cá cho nó. Tại luôn. Cảnh mình xử nó mình đứng quay. Đứng quay. Xử nó xong cái cảnh gọi cạo dĩ thôi. Cạo dĩ. Có nghĩa là do là máu nhiều quá. Gì đó hả? Ừ. Thì đương nhiên rồi, con cá mà nào không cắt ra mà không máu. Không cắt đại đi nữa gì cắt bỏ. Coi cái con cá tươi á, khi mà sau khi chế biến rồi nó còn bao nhiêu? Một ký chín. Một ký chín. Con này là 1 ký 9 ha. 1 ký 9 rồi sau khi mà còn lại cái. Là mai mốt mình bán đá là mình thấy cao theo cái đó mình chia ra cái giá. Tí nữa kéo quà. Ok. Mà trường biết sao không, có những người nó ăn không muốn mặn. Mình bán ra mình cái đầu ký người ta đặt bây giờ hỏi anh có mặn sẵn không? Sẵn không? Tôi làm đá. Cái bắt đầu là mình ở đây mình mặn. Ở đây sẽ ví dụ nhiều quá đơn nhiều quá thì sẽ mẹ sẽ kêu người ta vô mặn. Xong rồi mình đóng thành cái gói vậy. À đúng rồi, giống như siêu thị đó. Dạ. Bán vậy là tốc hành hơn. Nó lại cho thời gian nó đi lâu được hơn. Chứ mà người ta không biết là. Nó ăn trường có dù chẳng hạn như 5-10 cái đơn hàng mà cá thì bán còn ngon đó. Tại con cá này mình phải bảo quản, người ta qua ta cũng ngại mần nữa. Dạ. Có người ta đâu biết mần cá đâu. Thấy con cá ngon quá mình quảng cáo hay là thích. Ở đây ta mần cá ghét rồi, giờ không kể nhiều nói. Bây giờ nếu ở đây mình mần sẵn á, mình sẽ phi lê ra vậy á, thái lát đồ ra. Nó ú ha. Phi lê ra cái gà nạc mình để cho nạc. Cái đưa vô xương, cái hộp đùi vậy đó, cái hộp vậy cái mình bỏ đá vô nhau. Cái nó cứng cái mà giá của nó sẽ khác. Giá của nó sẽ đúng rồi theo cái công mà làm. Với lại cái phụ phẩm. Đánh giá dạ, để lát mình mần rồi cái mình cân thử coi cái bao nhiêu. Cứng đó. Đi như vậy. Không có đông cứng mà đông đá thôi chứ. Không ngon gắt nhưng bỏ tủ lạnh. Vẫn ngon bình thường à. Không đông tiết được nha. À, đông tiết là không có đảm bảo à, là đông tiết bất cứ món nào đông tiết là cũng thua. Gã ra là bắt đầu thịt nó bở. À, còn cái này là mình chỉ bỏ đá giữ nhiệt cho nó tươi thôi, trong ăn trong chọn thì dùng bữa trước từ bữa sau là gì thứ mấy gì? Hả? Gì thứ mấy? Thứ bảy. Gì bảy? Ông mẹ của trường. À mẹ nói chung là thứ chín đó. À. Gì bảy đó. Đây thì dì bảy đang chế biến sơ chế con cá chép giòn cho mình ha. Cá chép giòn này có trọng lượng là 1 ký 9. Thì một hồi nữa để làm xong mình coi nó còn bao nhiêu. Cái này mình chế món biến món này món gì? Mình hai món, món xào với lại món lẩu. À. Lẩu cá chép giòn. Lẩu chép giòn với món xào. Cá chép giòn xào. Xào con đũa. Con đũa. Con xô đũa. Một trong ba món phổ biến nhất mà dễ làm nhất mà ăn lại ngon đó là xào, lẩu và nướng. Kèm theo chiên giòn. Rồi giấy ra đi mẹ đem vô thằng nước. Mà tất cả là đều phải thái hết, lát phi lê ra, mình phi lê theo cái thường hồi trước giờ con cá này á, thường mà biết á là chỉ làm là chân tương nè,
nấu canh chua nè, kho lạc, chiên hết. Đúng không? Bốn món là bốn món là xào. Bây giờ chế biết rồi. Xào là. Xào mới lạ. Xào thì lạ lắm. Tại xào nó ghê luôn á. Chiên. Ừ. Con trái cá tròn nghe chiên là nó hợp lý nhất nè. Béo. Nghe con cá chim tròn là xào. Tất cả phải thấy rồi hết. Hồi nãy nãy là cho nó còn sống luôn đó hả? Sống luôn. Sống nhăn mà mới bắt sống rồi mày. Không phải, ý là hồi nãy lúc mà đánh dậy nó đâu chi, cá này đâu có đập đầu chi. Đập nó dội máu ý là mình vừa cứ đánh hoài vậy đặng hồi là tự nó chết rồi là mình làm luôn. Cá này mà để nguyên khứa mà kho hay nấu canh chua gì đó ăn cái là không có dễ nó ra được, không có dễ thịt. Phải lát mới được. Nó chắc dai. Quá, nó chắc nó cứng. Lát. Phải lấy dầu, phải có gốc ra mới được. Cho nên là trước khi mà nấu á, mình thái ra hết, mình thái ra mình phân những nhỏ nhỏ rồi đó. Rồi đi vô sàn nước. Xử lý nó. Luôn đi. Mà luôn đi ở đây luôn đi. Múc cái gì lấy cái thau. Tăng lên. Làm đi khỏi nó vô. Tại cá này ở trường là thường mấy vụ trước đó, cho thương lái mình bán sỉ. Bắt một lần hàng tấn bán thì nó nhanh hơn, cầm tiền lẻ hơn, nhưng mà được cái là cái giá của mình bây giờ mình muốn thứ lẻ xíu nữa mình cứ vất vả hơn, nhưng mà nó sẽ phát sinh ra được nhiều cái lợi nhuận, với lại sẽ là chủ động hơn. Thay vì bây giờ mình bán phục vụ được cho rất là nhiều người thì mất một người này mất một người nọ mình vẫn còn sống. Đúng bây giờ mình cái bán có số lượng còn lại nó khoảng bao nhiêu người đó thôi thì em nước chế mẹ nhé, chế mày rửa phèn cái này chắc nó không có tanh đâu ha. Không có tanh. Dạ. Ngon lắm, ăn không có tanh. Rồi rất là thơm ngon. Rửa cho nó cái nhớt cái cạo sạch sẽ lại rồi đem cơm cháo gì đẩy cho đi cho con như nước được cho con. Rửa cái rửa nữa. Ông nói tôi với ông chúng làm ông có mập đâu. Kìa thớt cổng kia. Cầm dao. Hết trong cổng á, sạch sạch trong á. Nhìn nó như con này là con được con cái. Cái. Cái nhìn nó như có chũa vậy. Là nó mập thôi đó hả? Có trứng trong á. Có trứng luôn. Con được, con cái thì có trứng, con được không trứng vậy thôi à. Có đường tinh. Nhưng mà con nào là cũng rất là ngon. Trứng nào ngon lắm. Đường tinh. Vậy là con được hả? Được hả? Hổ để biết chứ giờ nhìn cũng chưa có hẳn là đụng giờ gì. Hai chọn bây giờ nó đang hai chọn đúng, hai chọn đúng với tính đúng, con đúng cá. Bây giờ ai là con với này. Thứ hai đó là trước khi con nó, này được cái nè. Phải nhìn cái bụng của nó. Cái bụng của nó có hai sẽ có hai cái lỗ gần hàng. Nãy chưa nhìn cái bụng nó đâu có biết. Nhìn bên ngoài không đó được. Không mà thường mấy cái con vật là con đực đẹp lắm. Con cá không vậy nè. Hai con này con nào cũng như nhau à. Dạ. Nhìn cái ống dẫn niệu của nó dưới thôi chứ không có. Đó coi. Đón được không? Cái đùm tinh của con cá này á ăn ngon dữ cực kỳ luôn. Ngon hơn cả cái ốc heo nữa. Để cái bộ béo mà nó ngon ngang qua mặn con cái đùm tao tao ăn cá này có nhiều chất dinh dưỡng lắm. Thì cá chép là cho phụ nữ ăn có thai là tốt nhất rồi. Con thông minh. Có vợ chứ có gà. Đây mình làm cái status mà sản phẩm dành cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Bao luôn. Mà đồ dinh dưỡng nó gấp 5 lần cá chép bình thường á. Có mấy bạn nghiên cứu để mấy cái cùng thôi nghĩ vậy nè, bây giờ ngoài mua là siêu thị ở đâu cũng khoảng 200 mấy nghìn một ký luôn mà. Ăn sao bằng cái chép mà cá mình bán không ăn đi, không cái nào con cá chép này đâu. Nếu cái con này mà mình đem mình rộng vô hồ á, giống như người ta bán á, từ từ á, mà ta không có cho nó ăn luôn á, rộng vô hồ á thì nó sống được khoảng bao lâu nữa. Sống mà cứ để có oxy hoài luôn. Rồi. Chế nước vô cho rửa sạch lợn cái nữa rồi mới lát được. Chú đây nè, xong rồi đem về gần nhà. Chứ con hầu kiến không thấy con cá là nghiệp quá không ăn. Con cá mua cá tháng trời, con cá mập lù luôn. Chết, cá dài lắm. Hình cái ầu ra luôn á. Xong cái bữa đó chết cái đứt dây oxy á, bị tắt điện á. Chết. Cái gì để từ sáng đến chiều về phình bụng rồi, có lẩu ăn. Sao được, nó có oxy mà để chết. Dạ. Rồi xong, rửa sạch sẽ rồi lát. Sạch sẽ. Cá này giúp giả chỗ là cạo dậy. Thôi vậy mà người ta mình có cái đồ đánh dậy mà chợ thấy đó, đánh lẹ lắm. Cái đồ cạo á. Đúng rồi. Kéo ngược lên giống như bằng cá lóc á. Mà tôi đánh cái leo không quen tôi đánh được. Dạ. Tôi đã đánh. Con cá lóc đánh cực không nói là tận cá lóc nhỏ. Ở đây thì dì Bảy là người đảm đang nhất. Bé đi tao mặn tao lát tao vô cùng ý tao vô hợp chứ. Mà giờ tao nói mày giờ kiếm thêm người phụ nữ như vậy nó cũng không còn cá nữa đi làm không à? Không giờ chị em làm chỉ dư công việc nhẹ nhàng thôi, có nghĩa là em chỉ cần kéo cái bao ra để cho cá ăn.
Rồi chế ca nước đi. Đang status tuyển vợ là vậy đó. Giờ về chỉ cần hốt nắm thức ăn cho cá ăn à. Mà hốt từ sáng tới chiều nha. Sao cho thuận tay vậy nhớ. Ừ thì thuận tay vậy nè. Cái ép là nó la ép ép rồi đó. Con la của cát nè, không la con heo không la mãi kìa. Heo la ép mãi kìa. Heo đồ ăn á. Đó tôi nuôi heo đó. Heo con á. Ừ nuôi heo mỏi á. Heo mỏi. Đây. Múc miếng nước vô nha, xối rửa cái cho nó sạch cái. Xối nước xối. Xối vô cho đây nè. Đó cho nó trôi ra cái là xong. Rồi. Con cá này mặn là không đập đầu. Đập đầu là con cá không ngon. Ngộ vậy đó. Con cá này các bạn lưu ý mặn không đập đầu. Tuyệt chứ bộ. Còn đó giờ là cái phần xương này nó chặt nhỏ ra, chiên giòn ăn giòn khác luôn, nhai luôn mày. Con này là nhai trơn luôn á. Cái phần xương này nó cũng khá là nhiều trứng rồi kìa con. Đang lát lấy trứng con cá thì tinh hay trứng? Trứng, trứng. Trứng. Con này được cá kìa. Con được nó dài. Ồ, mở kìa. Đấy. Còn như miếng cá ba sa luôn á. Cái nước rửa rửa cho nó sạch đi rằng bảy lá lát lên kia cái. Rồi tao ra xương ra kỳ rồi gà quả hết trơn luôn. Cái này làm đẹp quá. Cái gì làm đẹp quá. Nói chung là cá này cũng không bỏ gì nhiều, bỏ mấy kỳ quay không tùy ăn luôn, bỏ đâu ăn luôn giống như không. Con cá tài tượng ha, mình chiên giòn hết kỳ nó mày mập dùng điệu luôn, hôm nay mày mập mà đâu có bỏ cái kỳ đâu. Nãy con ngủ gì bà dì Tám đi mà dì Tám nói tao mệt quá con ngủ lên đi chơi, bà lao kêu qua bữa sau tao đi tao mới đi xe tao điểm nổi. Mà nó bị gương rước nữa cái này hả? Ở bên ngoại con đó. Ờ thì mày rước nó cái bè gì hả? Đúng rồi, con rước từ ở bến phà về. Sáng con rước gì gì Tám về rồi con mới đi mà. Tám về như ở đây mấy người hơn hả? Dạ đúng rồi, em ở qua cứ lui luôn anh. Ờ nhắc hả? Ờ đúng rồi, nhắc mới nhớ là em lấy cái thiệp ra chứ để hồi em đem thiệp về luôn à. Sao nó báo tin rồi, vì mười người báo rồi. Thì gửi thiệp cho con nè. Sao ngon ghê không? Quá hấp dẫn. Cái gà xương trong khi bị thái từng thành từng lát thì con cá vẫn còn sống, không biết nó đào cỡ nào. Thôi thôi đang bị lý. Cắt bỏ sao nữa Hùng ơi, lấy cái dây sạc với cục sạc ha, hết pin rồi. Cái nước chưa người rửa rửa này cái ơi. Con múc sẵn rồi. Cái nào gì vậy kêu là tự chế đó. Cho nó ra nó vắt nó. Chế làm hai luôn cái đầu. Chế luôn. Để mày làm cho mà. Cái này người ta gọi là thủ cấp. Cái đuôi ăn luôn không có bỏ gì trơn á. À, chúng ta có thể sử dụng hết con cá. Rửa cái này sử dụng hết luôn hả? Mình đã bỏ đi thôi. Đa phần kỳ nè, này ngon nè. Phải xẻ ngang cái bụng này chứ không mổ trước. Đó, cái lấy ra. Ồ, ồ đó. Đây. Quá, cái này đùm trứng rồi. Trứng. Buộc gan gì. Bỏ ba cái đầu lại đi trứng. Trứng lấy mặt, chứ. Bỏ cái mặt. Mặt bỏ. Mặt mắng. Đâu có. Buộc cũng ngon mà. Buộc lấy luôn nghe ơi chung ơi. Buộc. Hổm ngày lấy lúa trơn không có bỏ gì ngon lắm. Giòn khấy à. Không bỏ gì chăng á. Số nước kìa. Tại nó chỉ ăn đậu thôi. Ừ, nó ăn đậu thôi à. Đó. Mình ăn cái gà là mình ăn đậu luôn. Trời nhìn như giống như con gà vậy. Màn khúc này giống như con gà vậy. Nhìn thấy ăn mở kìa. Đó. Ồ. Sao? Mở kìa. Không? Mở cái trứng này nè. À. Đó, mình ra, mình ra khúc luôn. Đó. Đó. Cái này là đóng hộp vô. Đóng hộp đi.
Đây. Nhầm cô có mở con không? Thấy hấp dẫn quá. Cái phần này dai đây. Ngon, còn mấy phần này là béo và béo. Rồi có, có lạc không? Có bong bóng. Đây bong bóng luôn. Bong bỏ luôn, không có bỏ gì chân á. Hôm đó ta mặn nhiều con lắm mà. Con nước thì xong nước. Xong nước xong. Ghim ghim chân. Chưa sạc cho quay được không? Được mà em thấy. Khoan để xíu, để xíu, để xíu. Em ghim sẵn cho anh đi. Xong phần này hả cắt. Cái này nhìn mấy khúc này thì giống con cá ba sa. Này không có cái này cá có quẩy là không có cái điểm gì giống da trơn được hết á. Cái ba sa là cái da trơn. Cái miếng xương. Cái đó là xương giòn. Cái phần đó là con nước cuốn. Chiên chiên giòn. Cái này là cái bụng quá. Chiên giòn là hấp dẫn luôn á. À mà cái này mình nếu mà mình nghĩ mình làm khô ăn chắc cũng ngon lắm ha. Trời sẽ khô phải đắng thật kìa. Khô luôn kìa. Có khô sẵn. Khô cái chất giòn luôn. Cho mẹ ăn khô. Thấy khô á, vậy khô là bao nhiêu một ký? Ăn ghiền luôn á. Tính ngồi mấy ký. Hiện tại á là tình trạng khô là những con cá nó yếu, nó ngập ngợp. Rồi ta vớt lên ta làm. Mình làm nên mình làm khô chứ cá tươi chưa có ăn là sẽ ăn khô. Thì cá lóc cũng giống vậy mà. Khô thì mình chưa có bán ra chưa. Nhưng mà cá khô á nó đỡ cái là mình đi xa được. Ví dụ như mình có thể ship tàu quá. Còn cá này mình đâu có ship tàu quá. Ví dụ mua con cá chép giòn này so với mình... các loại khô khác á được. Phi lê thì mình phải đông lạnh. Mà nó nghe nè, con cá này là cũng hàng trăm nghìn ký rồi. Nếu mà mình làm khô so với những con khác á thì nó sẽ thấp thủ hơn nhiều. Dạ, bao nhiêu ký tươi nó mới ra một cái. Cái này khô là chiên hay là làm lẩu bất cứ làm cái gì cũng ngon. Cái này là phi lê nè, trứng nè. Bong bóng nè. Vây. Bụng. Thấy cá có bỏ gì đâu. Bụng. Bụng nhất là cơ ngon nhất là bụng. Cơ bụng là cơ ngon nhất trong phần thịt của con cá. Đây kỳ cơ bụng sáu muối. Kỳ mềm gụ luôn. Dù con cá thích ăn aqua fit. Kỳ mềm gụ luôn á, kỳ ngon lắm. Cá ăn cá ngon, con cá ăn đậu gì mình về mình ăn đậu đi. Vớ con cơm lại. Chút xíu. Mày đậu cái kia nó giòn mà chết luôn. Cái kia nó giòn mà chết luôn. Cái khúc khúc khúc. Mẹ ấy vợ chết bà luôn mất con. Ủa nó còn chép chép luôn kìa. Con đúng con cá chép thiệt. Mà. Ăn cái này là phạt 3 ly nè. Cái tay cầm. Sáu nước kia kia mà sáu nước ta rửa cái mang cho sạch sẽ là nghe. Dạ. Đúng luôn. Bỏ cái cục máu tanh đó. Cảm giác là phần này cũng rất là ngon. Cái đó phạt 3 ly đó chứ ngon. À, không có bỏ gì chân, kỳ dòm thấy luôn hả? 3 ly vụ liền lập tức. Ê. Rồi rồi. Rồi, xoay nước cạo mang. Dạ. Yeah. Chỉ con cá chỉ có một ký nãy ký tấm mà. Ừ, con lấy đồ đi con, chín, lấy đồ chín, cái chín bỏ vô coi thử coi. Căng luôn cái thau nó ra 2 ký 3, 2 ký tinh. Không, còn lấy cái gỗ hút, hút vô. Xác khối lượng là. Lấy cái gỗ hút vô nghe. Hút thử làm cho biết gì con. Con thử coi là con cá ký chín. Nó hao hết rồi bao nhiêu. Không, nó chắc cũng còn cả ký 6. Cả ký 6. Ừ đem cái dĩa ta chắc lên cho biết. Cái dĩa kìa. Lấy cái dĩa chắc. Dĩa này không đủ đâu, dĩa này không đủ đâu. Cái hộp ngon lành đàng hoàng đá bi bỏ vào. Có thể vận chuyển trong vòng khoảng mấy một đầu này ăn như đầu cá hồi á, mệt ta mua về người ta chỉ bỏ vô hẩu thôi, gì người ta chứ đúng rồi đúng rồi chỗ luôn á, đúng rồi mình làm sẵn gì là người ta ăn cái luôn này. Bây giờ là chưa là cái mấy ông nhậu hay gì lướt phát gì đó thấy cái món là alo một phát là chiều là có mấy ông nhậu tại nhà rồi đâu tập đạo sạch mỗi mần cua sau này thì tính tập kết gì Cần Thơ hả, vậy là cũng phải có địa điểm để mà giữ chữ đó chứ hả, rồi mới phân phối ra nhỏ chứ sao. Đúng rồi. Mà thường mấy cái chỗ mà để chỉ cần có khách hàng thôi là còn mấy việc khác nó dễ lắm. Mấy cái việc khác là cái gì cũng được hết. Miễn có khách hàng mua, có người mua. Nhưng mà thường mấy cái hàng mà liên quan đến thực phẩm nông sản này ô cái khâu mà quay bảo quản thì nó cái này mình cũng lát phi lê quay cái mặt da lên trước á. Như vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, để nằm nhỏ thôi. Cái miếng da nó từ từ đây lên đi, quay lại đi. Phi bề nó nhỏ thôi, khó đó. Để nằm xuống nhỏ thôi, vừa ra dịch đúng rồi, cỡ này nè. Đúng rồi, vậy thôi, gõ đầu mấy miếng sau nó mới làm nguyên miếng bự đúng rồi. Mà ta đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi vậy đó. Nhỏ miếng da lên nữa. Làm nhiều mấy. Nhỏ miếng da lên nữa. Nó là vừa đây là vừa đó. Vậy móng mỏng vậy ha. Vậy là nó sẽ săn lại gan như cái khung vậy đó. Đó. Dạ mòn lắm. Hổm mới làm con cái mấy con mỏng này mà. Nữa, da cho nó đều là nó đều theo rồi. Đúng rồi. Cái này mà làm lẩu mắm người ta cũng có để cái chép nữa. Xương muốn ăn gì ăn. Là mẹ thái về xương nó bị bứt hết sạch hết. Mà thái như hồi nãy là bị dính xương. Rồi tao biết rồi. Thái về là xương bị bứt hết. Đó quay đi.
Nhưng mà nguyên cái phần này là không không có xương luôn đúng không? Hả? Hết rồi đó. Có xương nhưng mà mình thái mình cắt nhỏ 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 thành ăn hết trơn hả? Nhìn nhìn cái thịt con cá rất là đẹp kìa thấy không? Ừ, đó. Vậy mới cho đúng đúng. Khi nó hết pin nó có lưu không? Nó hết pin là tụi nó có lưu luôn không? Đó. Thôi để nó lưu. Rồi mày lấy cái gỗ nhỏ để lên cần hút cho ráo nước. Quay lại. Rồi đúng rồi đó. Rồi để cho nó luôn cái. Để cho luôn nha, tắt nha.